Chị kính cận xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay thì chị rất là vui vì thời tiết rất là đẹp, nắng thì rất là chan hòa, không nó mang lại một chút không khí rất là mát, như là ấm áp của cái đầu đông đúng không? Và hôm nay thì chị muốn giới thiệu đến các bạn nhỏ và các bố mẹ một bộ sách vô cùng thú vị. Bộ sách này có tên đó là Con Có Cách Rồi. Cái bộ sách này thì có điểm gì thú vị và đặc biệt? Các bạn nhỏ hãy cùng chị khám phá từng chủ đề trong bộ sách này nhé. Bộ sách này thì có điểm gì đặc biệt? Đầu tiên thì nó có 4 chủ đề, đó là chủ đề nhất là mẹ không được ốm đâu. Chủ đề thứ hai đó là bố phải nghe lời nhé. Và chủ đề thứ ba đó là con là người hùng đấy. Và chủ đề cuối cùng trong bộ sách này đó là để con giúp ông bà. Với 4 chủ đề trong bộ sách này thì chị kính cận tin rằng các bố mẹ sẽ có những cái chất liệu cũng như là mình được trở lại tuổi thơ cùng con thông qua những cái lời kể rất là hồn nhiên, chân thực và trong sáng của trẻ nhỏ. Về hình thức trình bày của bộ sách này thì rất là bắt mắt. Về màu sắc đúng không ạ? Các bố mẹ có thấy không ạ? Màu sắc ở đây thì những cái màu sắc ở đây rất là sáng, tươi sáng. Thì các bạn nhỏ sẽ rất là bị thu hút trong bộ sách này. Và đặc biệt là người lớn chúng ta, khi mà chúng ta nhìn những bộ sách hay là những cái nét vẽ trong cuốn ví dụ là Bố Phải Nghe Lời Nhé, thì chúng ta sẽ thấy những cái nét vẽ này nó rất là gần gũi, nó đồng điệu với những cái nét văn hóa của người Việt. Thì chắc chắn là các bạn nhỏ như là các bố mẹ thì ít nhiều chúng ta sẽ cảm thấy rất là hứng thú với bộ sách này, cũng như là những cái đầu sách thiếu nhi trước đây của Phúc Minh. Thì có những cái phần đó là chuyện kể song ngữ, thì các bé có thể là tương tác với sách cũng như là những câu chuyện, thì thông qua đó thì các bé sẽ học tiếng Anh một cách tốt hơn. Và đặc biệt một phần cuối cùng ở trong cái bộ sách này mà chị kính cận muốn giới thiệu đến các bố mẹ và các bạn nhỏ, ta-ra, ở cái phần cuối của cái bộ sách này thì có một điều rất là thú vị. Khác với bộ sách trước thì sẽ có những cái phần ghi nhớ đúng không ạ? Ở đây thì các bé sẽ có những cái phần đó là nối từ. Với cái phần nối từ như này thì các bạn nhỏ như là các bố mẹ sẽ có những cái phần tương tác. Ví dụ như là ở đây sẽ có hình ảnh minh họa cho những cái từ tiếng Anh ở đây ạ. Và ở đây thì các bố mẹ với các bé thì chúng ta sẽ dùng bút chì để nối những cái hình vẽ như này. Vì nối hình vẽ như này thì các bé, thứ nhất là các bé sẽ được nhìn vào hình, thứ hai là các bé sẽ được nhìn vào từ, và sẽ giúp các bé ghi nhớ cũng như là cái rèn luyện cái khả năng nhanh nhạy cũng như là cái khả năng tư duy logic của bé. Và đặc biệt là cái phần cuối này cũng rất là thú vị ạ. Ở cái phần cuối của bức tranh này thì sẽ có những cái phần điểm khác biệt. Đầu tiên thì nó với bức tranh này thì sẽ có những cái phần gợi ý dưới đây. Và thông thường ở mỗi cái bức tranh ở trong cái bộ sách này thì sẽ có tất cả là 4 phần điểm khác biệt. Với 4 điểm khác biệt này thì có điều gì thú vị? Điều thú vị đó là sẽ có cái độ khó nó sẽ tăng dần. Ví dụ như là ở đây thì các bạn nhỏ sẽ nhìn thấy những cái điểm khác biệt đây thì tìm rất là dễ, nhưng mà càng đến cuối thì sẽ càng rất là khó. Tức là các bạn nhỏ sẽ mất một khoảng thời gian nào đó để các bạn có thể cùng nhau chơi này, cùng nhau khám phá và cùng nhau tìm xem điểm khác biệt thú vị trong bộ sách này là gì. Chị kính cận hy vọng rằng với những chia sẻ của chị kính cận về bộ sách thú vị có tên đó là Con Có Cách Rồi này thì ít nhiều sẽ giúp bố mẹ có thêm những cái lựa chọn những đọc sách hay cho bé để đọc ngoài cuối tuần đúng không? Còn bây giờ thì chị kính cận xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bố mẹ và các bạn nhỏ.